Xin chào em, chúng ta sang bài mã số ID là 115. Ở bài toán này bắt đầu là phức tạp hơn rồi. Các em nhìn thấy nhiều chữ hơn rồi. À như vậy xử lý nó như thế quái nào bây giờ? Đúng không? Thế thầy có như sau. Thứ nhất là sơ đồ hóa bài toán. Thầy có là R trung bình OH thay thế cho hai ancol đơn chức. Khối lượng là 27,2 gram cho sẵn. Loại nước thì thu được nước. Hỗn hợp Z của thầy gồm có ete và ancol dư. Đốt cháy hỗn hợp Z này của thầy thì oxy cần là 1,95 mol, thu được CO2 và nước. Đó. Thế thì điều quan trọng nhất của bài toán này là gì? À, các em để ý hộ thầy. Thực chất là oxy của thầy 1,95 mol đốt cháy hỗn hợp Z chính là oxy dùng để đốt cháy ancol ban đầu. À, lý do tại sao lại như vậy? À, các em nôm na như thế này cho dễ. Ancol này của thầy quy đổi thành hai phần là phần Z và phần nước. Thì nước của thầy không hề đốt cháy, không hề bị cháy. Còn cái Z này cháy của thầy chính bằng oxy đốt cháy Z chính bằng oxy đốt cháy ancol là lý do như vậy. Vì thế mà thầy dồn chất ancol luôn. Dồn ancol thành là CH2 và H2O. Oxy đốt cháy Z chính bằng oxy đốt cháy ancol. Vì thế thầy chia cho 1,5 thì ra ngay số mol của CH2 là 1,3 mol. Đó. Đây là cái thông tin đầu tiên mà thầy minh họa này các bạn nhìn thấy. Tiếp tục, phần thông tin tiếp theo là phần thầy dùng quan hệ mol. ETE biết số mol rồi, biết m nhỏ rồi thì kết quả thì tìm được số mol của nước dùng quan hệ mol. Số mol ETE bằng số mol nước sinh ra là 0,08. Như vậy để tìm ra công thức của hai ancol này thì thầy sử dụng tìm m trung bình của nó. Kết quả m trung bình của thầy sẽ bằng m của ancol. M ancol phản ứng nhé, m ancol phản ứng chia cho số mol của ancol phản ứng. Số mol ancol phản ứng thì bằng 2 lần số mol của ete bằng 0,08 nhân 2. Khối lượng ancol phản ứng dùng bảo toàn khối lượng 6,76 cộng với 0,08 nhân 18. Kết quả các em tìm ra được m trung bình bằng 51,25. Chú ý hộ thầy đây là m trung bình tính cho ancol phản ứng. Đây khối lượng phản ứng chia số mol phản ứng. Như vậy hai ancol cần tìm là C2H5OH và C3H7OH. Gọi số mol là x và y. Bây giờ thầy tìm ra số mol ban đầu. Kết quả thầy có phương trình số 1 là phương trình khối lượng. Phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn nguyên tố carbon. 2x cộng 3y bằng 1,3. 1,3 tính vào C ở đây này. Đó. Kết quả tìm ra x bằng 0,2 và y bằng 0,3. Để tìm ra hiệu suất phản ứng loại nước tạo ete thì các em phải tìm ra số mol rượu loại nước tạo ete. Thầy gọi số mol A và B là số mol của hai rượu tương ứng phản ứng loại nước tạo ete. Kết quả thầy có phương trình thứ nhất A cộng với B bằng tổng số mol rượu phản ứng bằng 0,08 nhân 2. Thứ hai là bảo toàn khối lượng cho rượu phản ứng. Thầy có 46A cộng 60B bằng 6,76 cộng 0,08 nhân 18. Tìm ra A bằng 0,1, B bằng 0,06. Các em lấy số mol phản ứng này chia số mol ban đầu là x và y nhân 100 thì phần trăm tương ứng các em tìm được sẽ bằng là 50% và 20%. Đáp án thầy có ở đây là đáp án A.